Chào Nguyễn Quốc Lâm hạ nhục quân lực chiến đấu vừa qua. Đã đạo Nguyễn Quốc Lâm sỉ nhục quân lực chiến đấu vừa qua. Đạo quyết Nguyễn Quốc Lâm. Dạ vâng, trời bắt đầu tối rồi. Dạ. Đây có ký giả Đoàn Trọng. Để mình mang máy ra ngoài, mình để xong rồi mình mới gắn microphone vô. Kính thưa quý đồng bào, chúng ta hôm một lần khẩu hiệu đúng 6:30 theo lời của ban tổ chức, chúng ta sẽ cử hành nghi thức chào quốc kiệu. Đã đạo Nguyễn Quốc Lâm sĩ nhục quân nước Cộng hòa. Đã đạo Nguyễn Quốc Lâm sĩ nhục quân lực Việt Nam Cộng hòa. Các bạn chờ mình tháo máy ra mình chạy. Cảnh trai Nguyễn Quốc Lâm. Đạo quyết Nguyễn Quốc Lâm. Hello gì? Đây là ứng cử viên Duy Nguyễn. Ồ vậy hả? Duy muốn ra đây đứng trả lời phỏng vấn không? Ồ vậy hả? Rồi ok. Ồ chết rồi, máy nó quay ngược lại hướng mình nha, để mình xin lỗi các bạn, để mình chỉnh lại máy cho nó quay ngược lại rồi nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình gắn cái dây microphone vô cái máy này nha, để mình có gì mình ấy rồi mình sẽ gắn dây để mình đi phỏng vấn. Có lẽ mình sẽ gắn cái microphone vô cái cổ áo mình trước là mình tường trình, rồi chút nữa là mình sẽ coi như là phỏng vấn sau. Ở tư thế thẳng đứng giúp chúng tôi, chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức chào quốc kỳ. Một lần nữa tôi nhắc lại, tất cả những cây đại kỳ quốc của Mỹ Việt, chúng ta cần phải tư thế thẳng đứng rồi bắt đầu chúng ta sẽ làm nghi thức chào quốc kỳ. Khi quốc ca Việt Nam Cộng hòa thổi lên, chúng ta đồng hành thật lớn. Một lần nữa xin nhắc lại, khi quốc ca Việt Nam Cộng hòa thổi lên, chúng ta đồng hành thật lớn. Tất cả các đại rồi, kỳ bây giờ mình sẽ mang theo cái này. Các bạn chờ mình đi qua đường nha. Mình đã gắn microphone vô cái cho cái máy lớn rồi. Thì nếu cần thì mình sẽ rồi bây giờ mình
qua đường để mình quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Trước mặt chúng ta là học khu của Gango. Học khu Gango chứ không phải là học khu của thành phố Gango. Xây công xây dựng và bảo vệ đất nước, anh linh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc vong thân, anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống cho đất nước Việt Nam vì lý tưởng chống cộng sản, cùng hướng linh của đồng bào đã tuẫn nạn trên đường vượt thoát nơi biển cả chốn rừng sâu, cũng chỉ vì một khát vọng tìm cho được đến bên bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 75, cũng xin lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
lập cộng đồng và làm báo nhiều năm Lido Sài Gòn, cái nhìn của anh đó là thứ bảy này sẽ có cuộc biểu tình thứ hai. Nhưng mà nếu sau cuộc biểu tình thứ hai đó mà ông Nguyễn Quốc Lân không lên tiếng hay là có một cái lời thiện chí gì đó, theo chị anh là bên phía những người biểu tình sẽ có biểu tình thêm hay không? Tôi thì cái đó thì anh nên hỏi ủy ban biểu tình, tôi chỉ biết đến đây để đưa cái định kiến này, và đây là một cái sự gọi là đáng buồn cho cộng đồng người Việt thế thôi. Là tại vì tôi thấy những người không biết vì cái lý do gì mà lại gây ra một cái sự chia rẽ và trầm trọng như vậy, đó là điều mà chúng tôi thấy là khó hiểu. Còn đối với chúng tôi thì cái biểu tình là cái quyền tự do của mỗi cá nhân, của mỗi người, nên cái này tôi không có đi vào cái ý kiến đó. Nhưng mà đây là một cái sự đáng buồn cho cộng đồng người Việt mà có thể nói như vậy. Bây giờ thì đến bây giờ không còn tin tưởng được ở ai nữa, ngay cả những người mà có thể nói rằng đại diện cho chúng ta, họ là cũng những người mà có thể nói rằng là có những cái hành động không làm cho mấy dân cũng tin tưởng được. Dạ vâng, tức là có gì mình chờ tí xíu nữa được không ạ? Dạ, tí nữa mình sẽ quay trở lại. Cảm ơn anh Derek. Dạ.
tẩy chay Nguyễn Quốc Lân. 6:45 nó mới cho vô. Tẩy chay Nguyễn Quốc Lân. Hãy đi thời gian thế này. Đi thời gian thế này. Khi mình nói, mình đã đến hẻ, chưa cần test, ông Nam nghe. Ông Nam có cáo, ông Nam có cáo rồi đó. Ông Nam qua, ông còn chuyện thề không? 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 Đây là một trong những người mà có thể nói là liên nhiên chuyện thề, nhiều chuyện thề. Đây là... Không, anh là cái người chữ thề cho tôi chưa bao giờ chữ thề. Đây là một trong những người hiện nay đang ứng cử cho chức vụ nghị viên của thành phố Westminster. Chính là một trong những người đã đảo miền Trái Đông Quan, đã đảo miền Trái Đông Quan, đã đảo miền Trái Đông Quan, đã đảo miền Trái Đông Quan. Lý do mà chúng Nam Quan là vì Nam Quan rất là mất dạy, đã nhiều lần văn tục xúc phạm hóa mạ những đồng hương cà miên. Anh ta bây giờ đang đến để mét cảnh sát, nhưng mà cảnh sát cũng không làm gì là tại vì anh ta là đã gây cái sự phẫn nộ trong cộng đồng và cộng đồng không có chấp nhận anh ta. Thì Nam Qua là một người tên côn đồ mất dạy. Và đây là họ khiêu khích, họ khiêu khích họ đến để họ muốn tạo sóng gió, gây khiêu khích coi là họ làm cái gì. Các bạn thấy vấn đề không phải là có quyền hay không có quyền, nhưng mà tại vì đám đông đã tụ tập đây mà những người này đến sẽ là khiêu khích, sẽ gây ra những sự bất ổn, thành ra cảnh sát còn mời họ đi chỗ khác thôi. Chứ vấn đề không phải là ai có quyền hay là không có quyền, nhưng mà giống như là ai đến trước thì có quyền trước. Tức là đồng hương đã tụ tập ở đây rồi mà Nam Quan còn cho người đến để mà coi như là gây rối. Đó là lý do tại sao mà cảnh sát đuổi họ đi. Kính thưa quý vị, tức là Nam Quan đã bị cảnh sát đuổi đi chỗ khác. Cái vấn đề không phải là không có quyền, mà vấn đề là người ta đang biểu tình, đang phẫn nộ mà anh lại đến anh kiếm chuyện, anh khiêu khích, anh chống biểu tình thì anh phải đứng bên kia đường, anh đứng cách xa người ta, chứ anh không có thể trà trộn vào trong cái đám biểu tình rồi lỡ gây ra những cái sự coi như là ẩu đả thì cái người mà lỗi là anh, tại vì anh là cái người mà gây ra cái sự ẩu đả đó, anh là cái người gọi là gây rối, anh là cái người khiêu khích, kích động, chứ không phải là lỗi của người ta. Đó là lý do tại sao cảnh sát phải mời Nam Quan đi chỗ khác. Chắc lẽ cũng là một trong những cái điều. Đây để con giữ cái này cho mấy cô đi ra sai quán nè. Đó, mình đi ra sai quán. Là tranh cử thì không nên để phải vào học tu. Tại vì hôm nay thì chúng tôi thấy có ông ứng cử viên chức vụ nghị viên cho thành phố Westminster của địa hạt 1. Đây là ông Nam Quan, thì chúng tôi chưa có điều kiện gặp ông ứng cử viên, thì hôm nay chúng tôi cũng muốn hỏi ông. Tell them not to go over there. I'm gonna tell them not to come here. Nó cái này là một cái chuyện mà 40 mấy năm nay rồi cộng đồng của chúng ta không có giải quyết được, và anh nhà báo anh biết được. Vâng, rất là khó. Nhưng mà tôi nghĩ là
mình tất cả mọi cái nó đều bắt đầu từ cái bước đầu tiên. Thì tôi nghĩ là tôi vào trong đó tôi sẽ cố gắng hết sức để mà tôi hàn gắn cái khác biệt trong cộng đồng của mình. Mình nói là mình chống cộng mà ngay cả chính chúng ta chống chúng ta nữa thì làm sao mà chúng ta có thể chống cái gì? Đó, thành ra là tôi nghĩ là mình không phải là thánh thần gì hết. Đúng rồi. Không, chúng tôi chỉ có sẽ cố gắng hết sức mình để chúng tôi làm được cái gì hay cái đó. Tại vì anh cũng biết là tôi cũng nghĩ là trong tất cả các cuộc họp hội đồng thành phố gần như là anh có mặt ở đó, có chúng tôi ở đó một số cái thời gian chúng tôi có mặt ở đó, và anh thấy được là hội đồng thành phố của mình trong 6 năm qua là 5-6 người trong đó cãi nhau suốt, không có cái sự đồng thuận, không có sự hòa thuận. Thành ra anh cũng biết là tôi cũng nghĩ là trong tất cả các cuộc họp hội đồng thành phố gần như là anh có mặt ở đó, có chúng tôi ở đó một số cái thời gian chúng tôi có mặt ở đó, và anh thấy được là hội đồng thành phố của mình trong 6 năm qua là 5-6 người trong đó cãi nhau suốt, không có cái sự đồng thuận, không có sự hòa thuận. Thành ra tôi chỉ là một người, nếu mà chúng tôi đắc cử đó, chúng tôi chỉ là một người trong 5 người đó thôi. Thành ra là cái khả năng của chúng tôi nghĩ là nó cũng có giới hạn thôi. Mình cố gắng mình làm được chuyện này hay chuyện đó. Thế hôm nay thưa ông luôn tiện, ông có cái điều kiện gặp các cử tri, ông cho biết cái tiến trình tranh cử của ông hiện nay nó đến ở mức độ nào, có thể có bao nhiêu phần trăm hy vọng thưa ông Nam Quan? Vâng, thưa anh, là trong ba ứng cử viên của Điện Hành 4, Nam Quang là cái người ứng cử viên của Điện Hành 4. Trong đó có ba người, Nam Quang là một người, và bên kia là có cô Terry Vũ và thêm một anh nữa là anh Jimmy Phạm. Thì tôi không biết là phía bên kia họ làm những cái gì, nhưng mà chúng tôi đã có những cái cố gắng trong việc là đi tiếp xúc với cử tri, thưa anh. Chúng tôi, mình nghĩ là đó là một công việc tốt nhất để mà mình biết được cử tri họ cần cái gì. Nam Quang đã gõ cửa, mình đi mình gõ cửa từng nhà một và mình tiếp xúc với cử tri, từng nhà một với cử tri thì mình biết được là cử tri họ cần cái gì, cái mình sơn sẽ họ đó, và họ cũng chia sẻ với mình rất là nhiều về vấn đề về homeless đang gia tăng trên đường phố Phương Xa. Ký giả Đoàn Trọng có thể hỏi là anh ta nói là thành phố không có ra gì, vậy là chí tạ Indo Santa mà anh ta nói là thành phố không ra gì. Nếu vậy có phải anh ta chửi cha chí tạ không? Ông thầy chúng hỏi có phải anh ta chửi cha chí tạ không? Khi mà anh ta nói là thành phố Westminster không có ra gì hết, anh ta phải vô để sửa đổi cái thành phố lại, anh ta chửi cha chí tạ. Ký giả Đoàn Trọng có thể hỏi là anh ta nói là thành phố không có ra gì, vậy là chí tạ Indo Santa mà anh ta nói là thành phố không ra gì. Nếu vậy có phải anh ta chửi cha chí tạ không? Ông thầy chúng hỏi có phải anh ta chửi cha chí tạ không? Khi mà anh ta nói là thành phố Westminster không có ra gì hết, anh ta phải vô để sửa đổi cái thành phố lại, anh ta chửi cha chí tạ. Anh cũng biết là tôi cũng nghĩ là trong tất cả các cuộc họp hội đồng thành phố gần như là anh có mặt ở đó, có chúng tôi ở đó một số cái thời gian chúng tôi có mặt ở đó, và anh thấy được là hội đồng thành phố của mình trong 6 năm qua là 5-6 người trong đó cãi nhau suốt, không có cái sự đồng thuận, không có sự hòa thuận. Thành ra ta rất là quan tâm đó là vấn đề sử dụng súng bừa bãi. Phải đúng là dân tộc nói free vậy, chúng tôi ra đây đúng là cho PR dân tộc free chùa như vậy. Tức là rõ ràng là Nam Quang chửi cha chí tạ. Kính thưa quý vị, khi mà anh ta nói là thành phố chỉ có chửi nhau không làm gì được hết và phải bỏ phiếu cho anh ta thì anh ta mới giúp cho đưa thành phố lên được. Yeah.
biết chữ. Đi đi lên chị em, Nam Quang lên, Nam Quang. Riêng anh có muốn nói gì không ở đây? Dạ xưa anh. Ở đây đó. Dạ. Tôi hồi nãy có hỏi ông Pháp Bùi. Dạ. Cũng đã hỏi câu đó, giờ tôi muốn hỏi anh rồi. Ban đầu đó. Dạ. Lời qua tiếng lại giữa hai bên là vì có những người lên tiếng phản đối ông Chí Tạ và ông Nam Quang. Dạ. Sau đó ông Nguyễn Quốc Lâm lên sóng để mà phản biện lại. Dạ. Hai bên nói qua nói lại mới dẫn đến cái việc này. Nhưng mà giờ đây đó, những người biểu tình đi biểu tình ông Nguyễn Quốc Lâm, anh có e ngại rằng là những người biểu tình đang bị đánh lạc hướng là thay vì lên tiếng chống hai cái người đầu tiên họ muốn chống là ông Nam Quang và ông Chí Tạ, giờ đây là chống ông Nguyễn Quốc Lâm, anh nghĩ sao? Dạ không sao ạ, đương nhiên Võ Quốc Dày có nắm tay nhỏ thưa anh, và chúng tôi có vị cảm ơn nhà báo chủ kênh Nửa Vòng Trái TV đã nêu ra cái vấn đề chính. Tức là Nguyễn Quốc Lân rất là lói xạo, tức là Nguyễn Quốc Lân rất là lưu manh. Khi mà anh ta muốn chống lãng, khi mà anh ta muốn tạo ra cái sự kiện này để mà lái vấn đề đi qua, thưa quý vị, là phải là cái người cố thế là Nam Quang là đã bắt tay với Nguyễn Quang Trường, etcetera, Nguyễn Quang Trường được và do Nguyễn Phùng Phúc trao giải, và Nguyễn Quang Trường là người đưa Hoàng Duy Hùng về Việt Nam thực thi nghị quyết 36 và phải nằm trong cái sự từ đó, ngay trong cái thời điểm đó phải hoàn toàn có biết hết. Thành ra phải tố cáo Nam Quang là được bên cộng sản Việt Nam muốn đưa Nam Quang vào hội đồng thành phố. Thành ra Nguyễn Quốc Lân mới giả vờ tạo cái sự kiện này. Nhưng thưa anh, chúng tôi không phải là bị mắc mưu Nguyễn Quốc Lân, nhưng mà có sự kiện này thì chúng tôi muốn cho đồng bào biết Nguyễn Quốc Lân là người đứng đằng sau và luôn tầm gương ngoãn tầm mã để những người vô giáo dục hội sinh sử dụng Nam Quang, sử dụng cơ hội Nam Quang. Và qua cái sự kiện này chúng tôi cũng muốn nhắc nhở đồng hương cái điểm chính trong vấn đề là chúng tôi không thể để cho Nam Quang lọt ra cái hội đồng thành phố của nước Nam Quang. Cho đến giờ phút này cái hình ảnh mà tờ báo Người Việt là nơi đầu tiên nước Nga đó là cho thấy ông Nam Quang ở trong một cái đất nước và ông Nguyễn Quốc Lân ngồi đối diện với ông Nguyễn Quốc Lân là tổng lãnh sự của nhà nước Việt Nam đó. Thì có nhiều người sau đó nói rằng anh biết rất rõ anh phải đại biết cái hình ảnh này, anh có thể cho biết là cái sự kiện nó như thế nào, hoặc hay không, hình ảnh nó như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tức là giống như là chúng ta phải có mặt trong hội tục đó, phải cho biết ai là người và giống như chúng tôi trình bày, phải không sợ bị thủ tiêu, nếu mà phải kể ra hết, phải biết là Nam Quang muốn gặp Nguyễn Quốc Lân, bỏ kinh, được gặp những chuyện này, sẽ gian những cái nhiệm vụ, và sau đó Phùng Tuệ Châu và Nguyễn Quốc Lân là Phùng Tuệ Châu có mặt trong cái thủ
thầy thì có ngồi ngay bên cạnh Thải, Phùng Tời Châu ngồi bên cạnh Thải. Và sau khi tan tiệc về, Phùng Tời Châu kêu gọi Việt Thiện nước mạnh dù phiếu cho Nam Quang. Vâng, như vậy thì anh có thể chứng minh mặt là sắp đây nói như vậy đó. Anh có thể tiết lộ là như vậy, chính những người dựng cái buổi tiệc đó chụp tấm ảnh và lít ra ngoài. Vâng, Thải còn biết ai chụp cái tấm hình đó và cái người đó lít ra phải tạm thời không có tiết lộ ở đây, không có đây liên quan đến một cái việc gần 3 năm là rõ ràng là Nam Quang có lên tính sinh sỏ, tính bắt tay, tính nhận chỉ thị của ông Nguyễn Trắc Toàn. Nhưng mà sau này Nam Quang thực sự chọn vờ hay là đóng vai và là giả vờ gia nhập cái hàng ngũ dân tộc thì phải không biết. Còn cái chuyện cái người mà chụp hình mà họ tung ra cái hình đó là vì lý do cá nhân, vì đố kỵ, vì giúp cho bỏ hết hay là vì cái thương ta hơn, phải không biết. Bởi vì phải nói nó không có liên quan. Nhưng mà thầy chắc chắn là Nam Quang không thể có được tấm hình đó là có thật. Tại vì thầy có mặt trong những việc đó và thầy theo dõi từ đầu đến cuối. Thầy đến sau thì Nam Quang đã ngồi đối diện với ông Nguyễn Trắc Toàn rồi. Và trong lúc ăn uống như vậy là hoàn toàn là một buổi nhậu nhẹt tiệc tùng họ và cũng ly họ cũng đùa họ hết. Họ đã ngồi gần nhau và bao nhiêu lâu rồi? Ô, từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối. Cũng phải một vài tiếng, giống như một cái buổi tiệc mình cũng nhậu. Tức là chúng ta ăn nhậu cái đống anh ấy là ngồi cũng ly rồi và đùa cợt rồi nói. Nhưng sau khi tan tiệc, quý vị thấy thêm một tấm hình Nam Quang đứng uống trà, cầm ly trà, cầm ly cà phê, họ tiếp tục là họ lại tiếp tục thủ thủy tâm sự. Để mà giống như thầy nói là Nam Quang muốn là xin sỏ, muốn nhận được giao cho cái nhiệm vụ gì đó. Tại vì cái hồi đó Nam Quang chưa hề có kênh YouTube để mà nói là nhà truyền thông. Kính thưa quý vị, vừa rồi có một nhà báo đồng nghiệp đó đứng bên cạnh chúng ta có hỏi và nhắc lại cái việc là anh đã từng nói rằng là ông Nam Quang có thể chính là ai đó. Thì Nam Quang có trả lời là không có chuyện đó xảy ra, rồi đó là những thông tin giả. Thì anh có nói những thông tin nào để kính thưa quý vị, cái vấn đề rất là đơn giản. Bây giờ ông Nam Quang chỉ được mời phu nhân và xã của Nam Quang, đúng ạ, chỉ cần xuất hiện Nam Quang là nhà truyền thông hả, quay phim chỉ cần nói 30 giây thôi. Vợ của Nam Quang chỉ cần thâu hình nói là ông phải là ủy chuyện chồng tôi làm người tốt, chồng tôi không bao giờ đánh tôi, chồng tôi không bao giờ hăm dọa tôi, ông phải là ủy chuyện là mỗi chuyện sẽ được giải tỏa. Các bạn theo nhân thực sự thật chưa anh? Nếu mà nói ra đúng về pháp lý đó thì chắc anh bé với anh được chú Vũ Phung Lành là nếu những người làm những truyền thông như mình thì phải sẽ không có nói là khẳng định 100%. Nhưng là như vậy, các anh đã rất là lành trong truyền thông cũng vậy, là khi mà chúng ta có cơ sở, chúng ta có lý do cảm tín để mà tin rằng cái chuyện đó là có thật, đúng không? Nhưng vì chưa có mà cố kỵ mà xác minh hai ba lần qua hai ba người thì mình cũng giữ nó trong lòng. Có nghĩa là thầy vẫn giữ nó trong lòng, thầy biết và mấy tháng trời thầy không hề nói. Nhưng vì cái bữa đó chí tả quá lớn lớn, chí tả muốn bình thường thầy không cho thầy nói, không cho thầy phát biểu trong cái buổi họp hội đồng thành phố. Thật ra thật sự nếu mà nói cho đầy đủ đó thì phải có nói ông Nguyễn Cao một cái người mà đen là bị nghi ngờ là đã dùng súng mà coi như thăm dọa vợ mà ông vẫn là gốc cái người đó, đúng không? Nhưng nếu mà nói giữa anh em mình thì phải vẫn tin chuyện đó là có thật. Bởi vậy phải nói ra, phải có thể chối là phải nói bây giờ đến giờ phải chấp nhận là bây giờ Nam Quang mời vợ Nam Quang đúng không? Chia tay nói là nói là Nguyễn Quốc Lân in the liar, Nguyễn Quốc Lân in the liar. Rico Nguyễn Quốc Lân. He must get out of the bar of education. You're not good enough to education our children, grandchildren. Nguyễn Quốc Lân in the liar. Nguyễn Quốc Lân in the liar. Shame on you! Nguyễn Quốc Lân
bây giờ đi vô đây mới là cái chỗ hợp thu thì có nó đỡ ổn hơn. Thì để thầy coi phải có anh ké, anh Nguyễn Quốc Lân, anh Vũ Hoàng Lân được hay không? Đó là Vũ Hoàng Lân đang còn 4 năm qua, thật ra Khải cũng không có nhu cầu để mà trình chiếu lên. Đã đạo những tên Việt danh tiếp tay cho Nguyễn Quốc Lân. Dạ vâng, rồi nếu vậy thì Khải xin phép các bạn Khải về Khải làm chương trình nha. Tức là bây giờ có lẽ là cái cộng đồng cũng có tụ họp biểu tình rất là khí thế, rất là nhộn nhịp, rất là nói chung là có khí thế đi, đúng không ạ? Rồi thành ra Khải sẽ về Khải làm chương trình và để coi là những cái cơ quan truyền thông YouTube cũng như là những cơ quan truyền thông báo chí chính thống ở đây sẽ tường trình cái sự việc này, nhận định cái sự việc này ra sao. Rồi Khải xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Stop bullying our veterans. Nguyễn Quốc Lân, stop bullying our veterans. Who will protect you?